Phong ơi, anh hãy cùng với chị Sammy hãy chơi thử những tựa game ở trong game búp đi anh. Tôi thấy là lần trước là tôi chơi cái game này, tôi chỉ mới chỉnh skin thôi nhưng mà tôi chưa có chơi mini game đúng không? Là mấy bạn muốn tôi chơi mini game đúng không? Ok, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chơi mini game của game búp nha. À, không biết là có người nào ngày hôm qua chơi game thua tôi bây giờ có còn cây cú không nhỉ? Có muốn gỡ không? Cây là cái gì? Cây là cái gì? Tôi biết cây là gì đâu. Tôi chơi game là tôi biết cây, hiểu không? Dạ, vậy hả? Ok. Vậy để coi ngày hôm nay tôi với Sammy chơi game sẽ như thế nào. Liệu rằng có mất tình cảm như lần trước không nha các bạn nha. Lần trước là tôi ngủ ngoài sofa bạn ạ. Nhưng là cũng hơi đau lưng xíu. Ok, thôi còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Let's go. Rồi, ok mini, bây giờ thì tôi với Sammy sẽ bắt đầu gọi là lựa thử xem còn tôi sẽ chơi cái tựa game gì nha mọi người. Ok, thì hôm trước á thì mọi người cũng biết là tôi đã xem thử một vài những cái con map Việt Nam của chúng ta ở trong game này rồi. Và ngày hôm nay tôi sẽ chơi thử những con map mini game khác để xem thử như thế nào nha các bạn. Thì ở đây để xem coi, mình thấy ở trong game này á là nó có khá là đa dạng map nè, là nó có mấy cái map bắt cua đồ cái kiểu đó nè. Ủa mà Sammy, bà có chơi cái game này bao giờ chưa? Tôi mới chơi đó, dạ dân newbie đó. À newbie à, ok. Ở trong đây là tôi thấy là nó có mấy cái kiểu map trông cũng rất là lạ luôn. Mấy bạn biết map gì không? Đây nè, từ để tôi mới thấy con map gì đây. Tôi thấy có một con map gì mà có mặt của chị mèo Simmy ở chỗ này nữa nè. Rồi ở bên dưới này á hình như là tôi thấy là nè là có thêm cả gọi là hình của Blackpink nữa nè đó. Có map gì trường học IG vậy nè đó. Ok, thôi từ để mình thử mình vô coi trường map trường học IG là như thế nào nha bạn. Map của Blackpink nè đó, để Phong vô xem thử nha. Wow, trời ơi, đây chính là skin của Sammy ở trong game đó hả? Cute quá vậy ta. Tôi là cái mà ông là cái gì? Cái voi hay gì mà thấy ghê quá vậy? Tôi là cá heo nè, nhưng mà có điều á là cá heo này hơi điệu xíu đúng không? Có mang thêm gọi là bộ áo quét rồi có thêm cánh rồi thêm cái quạt đằng sau. Trời ơi, cái gì mà điệu đà quá trời điệu luôn mà từ từ cái mắt nói gì chứ? Tính ra là skin của tôi nhìn nó điệu hơn skin của Sam luôn các bạn. Skin con trai mà điệu hơn skin con gái luôn á. Ok, thôi rồi. Nói chung là để coi map này là gì đây. Hiện tại là mình thấy ở đây là trường học. Trường học này trường học gì Sam? YG hả? YG của Blackpink hả? Trời ơi, vậy có nghĩa là mình vô trường học này mình sẽ nổi tiếng như Blackpink sao? Đây, ở chỗ này nó có cái xe buýt nè. Ta bên này là mình bấm vô cái dấu mũi tên hình ngôi sao trên này hả? Hay sao? Đúng rồi, nghe à, vậy. Đúng rồi, mình phải bấm vô đó nha. Ok, đã thêm vào một ưa thích. Rồi chuyện gì xảy ra? À, nhưng cái này nó chỉ có vậy thôi. Trời ơi, chôn Việt Nam, chôn Việt Nam. Trời ơi, tôi có tưởng là tôi vô trong cái map này là tôi sẽ trở thành idol K-pop nổi tiếng. Ai dè đâu vô cái map này không có gì hết luôn à. Ơi khoan nha, hình như không phải Sam ơi. Hình như mình lại cái nút này xong mình bấm vô thì mình mới vô map nè. Nè, đúng rồi. Mình phải bấm vô, mình phải bấm vô cái đó thêm mấy lần nữa thì mình mới vô trong cái map được, hiểu không? À, trời ơi, không phải cho Việt Nam, từng cho Việt Nam. Đây chính là trường học IG sao? Trường học này trường học YG hả? Mình đọc là IG nó hơi sai nha, mày không cảm nha, mình đọc nhầm nha. Ui, ở bên này có thêm đồng phục của YG nữa nè Sam. Qua đây. Bên này là có mấy cái bộ đồ áo dài luôn hả? Ủa, rồi có đồ tập võ nè. Ủa, sao đi làm idol K-pop mà gọi là mặc áo dài với lại mặc đồ tập võ ta? Là sao nhỉ? Rồi, cái này là gì ta? YG Việt Nam đó, hiểu không? Đồng phục. Rồi, còn bên này em, bên này là phòng thể dục nè. Ui, tập thể dục nè. Wow. Ủa, quay từ phòng tập thể dục mà sao thấy không có dụng cụ tập thể dục này hôm nay vậy? Thấy giống như kiểu là gì ta, lớp học bình thường vậy đó ha. Wow, này. Trường học YG có bán hủ tiếu gõ luôn sao? Trời ơi, hủ tiếu gõ, mì, gọi là gì ta, nước mía á. Trời ơi trời. Ủa, ở bên Hàn Quốc người ta cũng ăn hủ tiếu gõ hả bạn? Rồi còn gì đây? Giống như Việt Nam nước giải khát, nước mía đồ kiểu nè, rồi gì chuối chiên. Trời ơi, thèm ngang vậy đó. Ủa sao tự nhiên dưới đây thấy thèm ngang ta từ. Ở bên này là chúng ta sẽ có thêm gì đây, sân tập đá banh hả? Wow. Cái này là sân đá banh nhưng mà vô không thấy trái banh nào hết trơn á. Từ từ để qua bên kia thử coi bên kia có gì nè. Bên này sẽ là khu vui chơi hả? Wow. Giải trí sau những giờ học tập căng thẳng. Qua bên cái khu vui chơi này thì chúng ta sẽ có cầu trượt nè. Ủa mà khoan, từ cái cầu trượt này sao nhìn nó hơi kỳ kỳ, sao mấy cầu trượt gì mà nó thấy nó hơi trượt quá nha. Nó hơi cao nha. Trượt xuống phát là gãy cổ. Ủa Phong ơi, ông nhấn vô cái cửa teleport là ông ra ngoài đường luôn nè Phong ơi. Ôi, tôi thấy có gì bên này nè. Hình như là tôi thấy bóng dáng ai đó nhàn vượt qua nơi đây. Hình như đây chính là Lisa của lòng tôi. À, đây. Tôi khoe cho các bạn cái này nha. Hôm bữa có một bạn fan đến đây, mấy bạn ấy đã tặng cho tôi một món quà. Đó chính là một tấm thẻ có hình của Lisa. Đó, hơi bị xinh luôn. Và tôi để trên bàn các bạn ạ. Nói chung là Lisa xinh mà. Rồi, đây là Lisa nè. Còn bên này là ai? Đố Sam, bên này là ai nè? Trời ơi, thần tượng của tôi râu đó. À, đúng rồi. Đấy, 10 điểm. Trời ơi, mì mà đây là mì Nhật Bản nè. Ủa sao nó bự dữ vậy? Cái này là dành cho ai ăn vậy? Tôi thấy bự quá vậy. Sao? Sao tôi nhìn hình như là tôi còn nhỏ hơn cái ghế nữa sao? Trời ơi, cái ghế này ngồi cho ai ngồi? Ai ngồi được? Trời ơi. Cái ghế này tôi không leo được luôn á. Leo được không? Trời ơi. Để tôi thử.
khó ơi. Sao mà hai đứa mình lùn quá trời ơi, không thể nào nhảy lên được. Ok thôi, nói chung là map này nha thì theo như tôi thấy là có đầu tư, nhưng mà thấy là trường học YG mà có bán hủ tiếu gõ thấy hơi sai sai. Hơi lạ lạ nha. Hơi độc lạ bình giữ nhiệt nha các bạn, cho nên là tôi nghĩ rằng là sam chấm map được nhiêu điểm? Tôi nghĩ là chấm 8 điểm đó, tại vì là có Ro. Thôi nói chung là map này thì mình nghĩ là mình cũng sẽ cho 8 điểm nha các bạn, tại vì có Lisa của tôi. Lisa xinh quá bạn ơi. Lisa xinh quá. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với map tiếp theo nha. Let's go. Ơi Sam ơi, tôi thấy ở chỗ này nó có một con map có tên là Play Together nè. Vậy map mà có Play Together luôn. Rồi, rồi có cái map gì đua đường đua tốc độ gì của Play Together nè, cái này cá chắc với bạn luôn là cái này là của Play Together nè. Lần trước có bạn bảo tôi là ôi phong xạo quá game này sao giống Play Together được, nhưng mà bạn thấy không nè, đây nè, cái map này là cái map chạy đua ở trong Play Together nè. Nhưng mà Sam nhớ hôm bữa là Sam thua Phong mà Sam như thế nào không? Ủa thua Phong thì sao? Tôi biết đâu, có biết gì đâu. Nhớ là hôm bữa Sam chơi game Sam thua Phong á, xong rồi Sam phải anh Phong đó, lần này Sam có muốn lần này Sam trả thù không? Nếu mà Sam thắng Phong thì Phong sẽ chị Sam. Thôi không chơi đâu, ông chơi gọi là chơi giang hồn, không chơi. Không chơi ơi. Đâu, tôi không muốn đâu. Trời ơi, ông Phong cần chơi ghê lắm bạn. Chạy. Ủa chạy sao? Nhấn like hả? Bây giờ mình phải nhấn cái nút like nè, rồi mình vô trong phòng hiểu không? Rồi ok. Chạy. Chấp Sam chạy trước luôn á. Ủa. Ô, cái này không phải chạy Sam ơi, cái này là trượt, cái này là trượt. Ủa trượt sao? Trượt sao tôi biết trượt được? Sam bấm ship á, Sam bấm ship á. Rồi rồi, tôi chấp Sam chạy trước luôn á, chấp Sam chạy trước luôn á. Mình là đàn ông con trai các bạn hiểu không? Mình lady first đó, mình chấp Sam chạy trước. Rồi chạy trước đi. Đây đó, trượt dán. U đã vậy. Tôi đi bộ giờ trượt dán. Giờ là mấy bạn đừng có bảo là anh Phong chơi game không ăn hiếp chị Sam đó nha. Giờ là Phong chấp Sam đi trước rồi nha. Đó, rồi nè, rồi nè. Rồi. Nhưng mà trong đây Phong thấy nó hơi chậm nha. Chơi trong Play Together là nó chạy nhanh hơn thì thích hơn á. Mình nghĩ rằng là bạn nào làm con map này các bạn nên tăng thêm tốc độ chạy đi đó. Ê Sam ơi, tính ra bà chạy trước tôi mà sao bà vẫn chậm hơn tôi sao? Nó không có rẻ được, không có rẻ được. Rẻ được mà, tại vì Sam chuột cái chuyện. Tại vì Sam đụng vô mấy cái bạch trắng nè, đụng vô mấy cái bạch trắng là nó sẽ bị mất cái xe hiểu không? Tôi rớt luôn á. Ủa rớt đi lại từ đâu? Dạ vậy chắc là Phong xin phép Sam là Phong thắng thêm game này trời nữa nha. Trời ơi, rớt đi lại từ đâu các bạn? Oh my god. Sammy quá đen. Ủa mày quá không gớt, trời mày quá không gớt, không gớt. Đích đến đây rồi, Phong xin phép thắng luôn nha Sam ơi. Này, ui là ai đến đích thì người đó sẽ được lấy cái lá cờ, và lấy cái lá cờ là coi như sẽ là người giành chiến thắng. Wow. Ok, được. Map này thì theo như mình thấy thì mình nghĩ là mình sẽ chấm cho 7 điểm, bởi vì map nó khá là đẹp và khá là giống Play Together. Mà nó chưa được gọi là tốc độ cao cho lắm, nó phải chạy nhanh hơn nữa chạy nó mới phê, bạn hiểu không? Nó cho nên là mình nghĩ là cho tầm 7 điểm thôi. Đó, ok. Rớt hoài luôn, không đi được lên đích luôn các bạn ơi, chịu ơi. Sao bị té hoài sao? Không phải té mà nhảy lên cái nó rớt xuống à. Trời ơi, tôi gào các bạn. Sao mày cố quá thành quá cố á, chúng ta cùng nhau đến với con map tiếp theo nào. Let's go. Let's go. Ok mấy bạn, và map tiếp theo của chúng ta tham gia sẽ là một cái con map mà mình nghĩ là mấy bạn cũng đã biết con map này từ rất là nhiều những video của mình rồi, đó chính là Squid Game chị búp bê mấy bạn ạ. Mà cái này sao tôi thấy là chị búp bê chị ấy xoay vòng tròn kìa Sam ơi. Ủa đi có bị gì không? Ờ tính ra chị búp bê chị ấy xoay vòng tròn mình chỉ cần chạy nè. À là có nghĩa là chị búp bê xoay qua thì mình đứng im, còn chứ bê xoay lại thì mình đi tiếp. Không, chưa chắc không ơi, tôi múa thử qua đây. Từ từ để mình xem thử coi liệu mình có bị chị búp bê gọi là tiêu diệt khi mà chị búp bê thấy mình di chuyển không nha, thử nha. Không ông ơi. Rồi rồi, cái map này là lừa rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, vô thấy là lừa rồi đó. Cái đồng hồ nó để 3 phút, nãy giờ nó vẫn để 3 phút nè. Trời ơi, 3 phút là 3 phút. Rồi chị búp bê rồi, cái gì cứ xoay đi xoay lại từ nãy giờ. Còn mình thì mình chạy nãy giờ, chị búp bê không làm gì mình hết mấy bạn. Map này tôi nghĩ là tôi sẽ cho 1 điểm. À không, 1 điểm thì hơi nặng quá. Tôi nghĩ là tôi cho 3 điểm thôi. Tại vì là tại vì map này xây gọi là cũng có đầy đủ chị búp bê nè, rồi anh áo hồng cái kiểu nè, nhưng mà nó không chơi được như là trong phim, cho nên là thôi mình cho 3 điểm thôi. Đó, ok. Ê, tính ra là tôi để ý là game này là có nhiều mấy bạn fan của Hero Team quá ha, vô đây làm map là gì Simmy, rồi giờ có map Sammy nè, không biết sắp tới có map Phong Cận không em. Phong Cận. Rồi enter nè, để coi có cái map này là map của Phong Cận ô. Mà không có luôn, thôi dẹp luôn đi. Quê quá, nhục quá. Rồi ok, và con map tiếp theo của chúng ta cũng sẽ là một con map mà đã xuất hiện ở trong Squid Game, đó chính là nhảy ở trên kính các bạn ạ. Đấy. Bây giờ nè, cái trò này á là có mỗi mình tôi với Sam thôi, nên là ai đến đích trước thì người đó thắng. Thì bây giờ ai nhảy trước? Đây tôi nhảy cho ông xem. Chưa luôn ạ. Wow, hay quá. Trời ơi hay quá bạn ơi. Sam nhảy một phát, một Sam rơi ở dưới luôn. Rồi ok, là bên này đúng không? Rồi tới lượt Phong nha, giờ tới lượt Phong nè.
Theo như kinh nghiệm coi Squid Game của mình đó, thì mình có thể biết rằng là thường thì nó sẽ kiểu chéo qua chéo lại, cho nên là mình nhảy bên này rồi thì mình sẽ nhảy bên này. Ok. Yes, đúng rồi. Hay vậy. Tụi mà, rồi ok, tới lượt sau đó, tôi nghĩ là bây giờ nó chỉ nhảy thẳng thôi, không thể nào nhảy xéo được. Xéo luôn hả? Ok. Wow, ghê, ghê, ghê. Đi thẳng đúng không? Rồi ok, tới lượt Phong nè. Theo như kinh nghiệm coi Squid Game của mình thì sau khi đi thẳng thì nó vẫn sẽ tiếp tục đi thẳng. Wow. Hay quá Phong ơi, rồi tới lượt Sam á. Theo như cái định luật đi thẳng như thế này thì tiếp theo nó sẽ chéo. Đó. Chéo hả? À, đúng không? Yeah. Wow, ghê, 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 ghê. Sam có kinh nghiệm rồi. Tôi không chéo đường rồi đó. Không, Phong nghĩ là không chéo đâu, Phong nghĩ là đi thẳng đó. Đi thẳng luôn. Hi. Yes. Ghê không? Ghê không? Phong mà, cái đầu này là phải gọi là gì ta? Làm giám đốc đúng không? Làm giám giám đốc công ty Hero Media luôn. Giờ là chéo ra đó. Ê, hình như xa lắm rồi đó, Ai da, đúng ra nha là cái kính trong đây là mình phải nhớ luôn á Sam. Khó nha, cái này mình phải nhớ nha. Ok rồi, từ từ qua đây rồi nè. Tôi run quá ta, nhảy chéo hay nhảy thẳng ta? Mấy bạn nghĩ là chúng ta nên nhảy chéo hay nhảy thẳng giờ mọi người? Thẳng đi. Thẳng luôn. Rồi xong. Rồi, đi luôn ba ơi. Thẳng xuống địa ngục luôn, thẳng xuống địa ngục luôn rồi, xong luôn. Xuống mà, nó xa như này sao nhớ được Phong ơi. Không, Phong nghĩ là Phong nhớ đó. Qua bên đây nè, sau đó là sẽ xéo thêm lần nữa nè. Xéo đèn này xong rồi qua bên đây của Sam nè. Đó. Rồi ok, tới lượt Sam đó, Phong té rồi, tới lượt Sam đó. Giờ chắc nó thẳng thôi. Trời ơi, thật ra cái não tôi không nhớ gì hết trơn luôn á. Rồi, xong Sam rồi, xong Sam rồi, xong Sam rồi. Giờ sao không nhớ gì luôn rồi. Rồi cái này là thách thức gọi là trí nhớ của Sam nè. Liệu rằng Sam có nhớ đường đi không nè? Xéo rồi sao nữa? Nhớ không? Nhớ không? Như là xéo nè. Thẳng chứ phải xéo. Chịu luôn không nhớ. Tôi chịu rồi. Trời ơi. Rồi thẳng. Thẳng. Rồi thẳng tiếp. Thẳng hả? Ủa? À không xéo. Tôi xin lỗi Sam. Tôi xin lỗi Sam. Trời ơi, tôi nhớ tôi chịu rồi. Tôi đứng đây tôi nhảy làng á. Chịu rồi bạn. Tôi muốn quá thật sự. Trời ơi Sammy rồi. Sammy này dễ bỏ cuộc quá à. Để Phong. Khổ quá. Nó khổ quá. Đến đoạn này Phong nghĩ sẽ là thẳng nè. Rồi. Đó, thẳng nè, thẳng rồi đúng không? Vậy? Thẳng rồi, đèn này thẳng rồi, tất nhiên nó sẽ là chéo nè, nó không thể nào thẳng tiếp nữa, biết ngay mà. Ê, số 2 dữ vậy? Chéo rồi đúng không? Theo như tâm lý học thì chắc nhiên nó sẽ chéo thêm lần nữa. Đó, biết ngay mà. Sau khi chéo lần nữa rồi thì theo như tâm lý học nó sẽ thẳng. Sau khi thẳng, theo như tâm lý học thì nó sẽ thẳng tiếp. Yes. Sau khi thẳng rồi thì đến đèn này Phong nghĩ nó sẽ xéo. Rồi xong, không thua luôn rồi. Thôi dẹp luôn đi. Dẹp bà luôn đi. Nó dài quá mấy bạn ơi. Cái map này nó dài thật sự luôn á. Thôi Sam đi theo Phong nè. Một mình làm thêm lần nữa. Rồi Sam đi theo Phong nè. Nè, rồi. Coi trí nhớ của Phong này nha. Thẳng nè, xéo nè. Chéo nè. Rồi xéo thêm lần nữa nè. Tôi nhớ được tôi đi rồi, luôn. Rồi xéo nè. Ồ không, thẳng luôn sao? Nhớ dữ chưa? Cái này là nhớ dữ chưa? Thôi xin lỗi. Đây để làm lại nè. Không, cái này là lỗi kỹ thuật xíu không? Xéo thẳng. Sao mình lại xéo nè. Đó, xéo xong rồi mình thẳng nè. Rồi xong rồi, thôi dẹp đi. Trời, tôi đau đầu quá, tôi chơi map này nè. Chịu, bó cái tay. Bác sĩ thôi, bó tay. Tôi quyết định rồi, map này tôi sẽ không chấm điểm luôn nha các bạn nha. Map này tôi không chấm điểm luôn. Không biết chấm giờ bạn có chơi được đâu mà chấm. Có chơi được đâu chấm, khó quá. Thôi, rồi. Wow, lại là một con map vô cùng ấn tượng mấy đi ơi. Tôi đố mấy đi biết nè. Là chúng ta đang ở trong con map gì đây. Tôi bảo đảm luôn, ông nào ở đây là quý mũ á, ông nào ở đây là quý bu á, là chắc chắn là sẽ biết map này hiểu không? Đó. Sammy biết map này là map gì không? Map này nhìn cái biết liền luôn á. Đúng rồi, đây là map của Doraemon nha bạn nha. Đây chính là khu phố của Doraemon. Đó, bên này là cái tòa nhà bự bự, này là trường học của Doraemon nè. Đó. À, cái nhà này là nhà của Nobita nè, đó. Tao lao với tao vậy, cái gì mà nhà Nobita mày nữa. Ủa tôi giỡn. Thật ra đây chính là map của Naruto nha các bạn nha. Chưa gì vô đây tôi thấy là con map này là thấy là hơi bị xịn rồi đó. Ok, rồi để tôi xem coi. Ở trong con map này thì chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó chính là phải đi học nhẫn thuật và phải thu thập được 14 ngôi sao là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta nè. Ê, khoan, tôi thấy ông nào trong đây quen ta. Wow, thầy Kakashi. Thầy Kakashi, thầy đang nhắn tin với ai vậy? Thầy đang, à chắc thầy đang bắn Free Fire à, chắc trời vậy. Ơi, chắc thầy Kakashi đang cầm AK rồng xanh kéo tâm. Rồi, ui, cái gì đây? Cá heo hồng nó sao? Ủa, đây cái voi mà, cái voi hồng, Ủa, cái này là cá voi hả? Ơi, hình như bên này là mình được mặc đồ nè Sam ơi. Bên này là mình được chọn đồ nè. Từ để tôi thử chọn. Chọn bộ đồ của Naruto coi.
10 kim cương. Sao đắt như vậy? Mặc đồ là phải tốn tiền hả? Sao mặc bộ đồ tốn 10 kim cương đắt như vậy? Từ nếu mà đã như vậy nha, đã tốn 10 kim cương thì thôi tôi mua bộ này cho ngầu. Đây Sam có mua bộ đi Sam. Có 10 kim cương có không nhiều lắm đâu. Để coi ông mặc có được không. Tôi sợ. Đấy ngầu chưa? Tôi mới mặc gì đây? Tôi là sẽ mặc gọi là Hokage được không? Hokage để 3 cuốn. Sam mặc đồ Hokage rồi. Không, tôi không biết nữa. Mặc gì đây ta? Có đồ của Sakura nè, hoặc là đồ nè, bên này là có đồ của Shizuka nè. Giỡn không? Shizuka nè, đây tôi mặc. Giỡn, giỡn, giỡn. Ồ, đây, rồi, ok. Wow, Sammy đang mặc bộ đồ màu hồng của Sakura đúng không? Đấy, ok. Rồi. Rồi, hình như là ở bên này là... Ủa, cái này có ngôi sao nè, hình như mình vô đây lụm ngôi sao đúng không? Đúng rồi, nhiệm vụ là vô đây là mới lấy ngôi sao nè. Từ từ từ. Thu thập 14 ngôi sao nè, thấy không? Sammy, hồi nãy tôi bấm vô cái cửa thì tôi thấy Sasuke kiểu... Từ từ, bây giờ làm cách nào để mình vô trong mình lấy ngôi sao trời. Làm sao lấy ta? Tính ra bây giờ mình không thể nào vô được luôn á. Từ từ, hình như có đoạn là mình phải nói chuyện nè. Sasuke đang trong tình trạng tự hoài nghi vì sự tăng trưởng nhanh chóng về sức mạnh của Naruto. Anh ta khao khát rời khỏi làng lá để tìm kiếm quyền lực. Bạn cần an ủi anh ta và thuyết phục anh ta ở lại làng. Ồ, hay quá ta. Dạ, vậy bây giờ mình phải nói chuyện gì với Sasuke để Sasuke ở lại làng lá đây ta. Ê, tính ra vậy tôi không biết thuyết phục sao luôn ba. Thôi, mình phải lấy ngôi sao này đi. Tôi không biết thuyết phục sao mà đi vô khác mình lấy sao không. Thôi, ơi, nhiều chỗ lắm. Tự nhiên không vô chơi tiền bắt người ta đi thuyết phục rồi cái gì làm an ủi rồi kiểu nữa. Trời ơi, tào lao vậy. Chết. Ơi trời ơi, chỗ này có cái lốc xoáy hình như để mình lượm cái ngôi sao nè Sam. Từ từ để tôi chạy trong nhà của Hokage coi, tôi vô tôi lấy mấy cái quyển nhẫn thuật đó kiểu tôi đem tôi bán kiếm tiền nạp game ơi. Trời ơi, gì vậy, mấy cuốn sách đi học chứ đâu cuốn sách để bán kiếm tiền vậy trời ơi. Đây từ từ ở chỗ này chỗ này có Tsunade nè nè, có Hokage đây nè, mình vô nhà được không? Văn phòng của Hokage. Hình như không vô được Sam ơi, bấm vô chỉ đứng nhìn vậy thôi, không có gì hết trơn á. Vô được, mình phải đi tìm ngôi sao thôi, nhiệm vụ mình tìm ngôi sao nữa bạn. Đó, mình tham quan cái làng này, coi làng này có gì không để tôi học. Tính ra nha, tôi cứ tưởng là mình vô map này là mình sẽ học nhẫn thuật nè, sau đó mình sẽ đi gọi là đánh nhau rồi dùng nhẫn thuật phun lửa bùm chiếu phân thân cái kiểu mà xong rồi tự nhiên mình vô đây để mình làm nhà tâm lý học, mình khuyên răng cứ buồn cười sao á trời. Ok thôi, nói chung là map này thì xây đẹp nhưng mà nội dung thì mình chưa chơi hết cho nên có thể mình sẽ chưa biết, nhưng mà nói chung là map này thì mình nghĩ là mình sẽ cho 8 điểm. Ok, tại vì mình cũng muốn dành thời gian để mình chơi nhiều map chứ không phải chơi riêng map này, các bạn hiểu không? Ủa gì đây, sao có cây súng vậy? Sao có cây súng vậy? Làm hô cái game mà lại dùng súng vậy, đang là ninja. Wow, tôi cầm cái súng nha Sam ơi. Trời ơi, kiểu bây giờ ui tôi bắn được rồi. Trời ơi, đừng bắn tôi ông nội. Trời ơi, tôi là ninja làng lá mà bây giờ mà chơi cầm súng thì thôi, bây giờ ông mạnh nhất còn chứ ai nữa. Cầm cái súng là bá chủ thiên hạ rồi. Ninja làng lá mà giờ không dùng nhẫn thuật mà dùng súng bắn luôn. Trời ơi, ninja gì đây, ninja cái gì vậy trời. Ê, tôi biết rồi nha. Cụ vĩ không ơi, tôi thấy cụ vĩ nè. Đâu, cụ vĩ đâu, cụ vĩ đâu. Phong đang chạy tới. Phong biết làm cách nào để cho Sasuke ở lại làng rồi đó. Sao vậy? Đó chính là chúng ta sẽ nói với Sasuke là bạn không cần đi đâu, bạn hãy ở đây, tôi sẽ đưa bạn cây súng này, chắc chắn bạn sẽ mạnh hơn Naruto rồi. Naruto bạn tương tự nha, Naruto đang kết ấn luôn. Đang kiểu kết ấn luôn, Sasuke rút cây súng ra. Bắn. Xong. Hết chuyện luôn các bạn. Hết chuyện luôn rồi. Chuyện là kết thúc. Sasuke đã chiến thắng. Đúng một tập một duy nhất hết chuyện đó vậy thôi. Trời. Tào lao tiền chứ thôi rồi. Ok, nói chung là map này. Đây là cái chỗ mì quán mì ramen hả? Nhưng mà hình như mình vô hôm nay là mình phải trả lời câu hỏi gì nữa nè. Naruto thích ăn món gì? Tất nhiên là phải là món mì ramen rồi. Ok, đó. Trả lời thành công là mình sẽ được vào để mình lượm ngôi sao. Có nghĩa là mình sẽ làm nhiệm vụ để mình đi lượm ngôi sao. Hay quá. Rồi. Vô đây kêu bắt xích ta tôi lượm ngôi. Đây ngồi. Dạ rồi. Cho em một tô cái gì ta? Hủ tiếu gõ thêm gọi là tí mắm tôm một chút. Ê, dễ thương quá à. Nhìn ông với tôi đang ngồi nè, đang ông ăn ramen, tôi đang sushi nè, dễ thương quá à. Tính ra nhìn giống như đang đi hẹn hò á. Hẹn hò, đang đi hẹn hò nè. Wow. Ok, thôi được rồi, nói chung là map này thì mình thấy rằng là mặc dù là mình chưa có chơi, nhưng mà mình thấy là cũng ok thôi, nói chung là xây cũng đẹp, cũng có nội dung, mình thấy có cây súng ở trong game là mình thấy hay rồi. Thiệt luôn á. Đúng rồi. 11 là sẽ có Naruto bắn Free Fire luôn. Đó, tôi nghĩ là vậy. Ok. Rồi thôi được rồi.
Tôi chơi map này được 8 điểm nha các bạn nha. Sammy được mấy điểm? Cho 9 điểm tại map này xây đẹp. Rồi, đẹp luôn. Ok. Rồi, ok 500 anh em. Nói chung là ngày hôm nay á thì mình đã review một số con map ở trong game này, thì mình thấy rằng là game này không chỉ nhiều map hay mà còn có nhiều map độc lạ bình thủy nữa. Ok, nói chung là cũng được, nói chung là cũng được. Tôi thấy là Naruto mà có cây súng mà tôi thấy vui. Ok, rồi nói chung là tôi thấy rằng là đây là một cái tựa game mà cũng tôi nghĩ là sẽ sắp tới sẽ có rất là nhiều bạn ở Việt Nam sẽ chơi thử, và Hero Team bọn tôi cũng sẽ thử chơi một vài game trong đây. Tại tôi thấy là có nhiều bạn làm map về Simmy Sammy nè, hy vọng là sẽ có người làm về map về tôi nha. Ừ, cái này tôi nói vậy thôi chứ không phải là tôi gọi là gợi ý gì đâu nha. Ừ, nói chung là không phải gợi ý đâu, nói chung là ai làm được thì cảm ơn. Còn không, mình nghĩ rằng là video đây cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây, và hẹn gặp lại anh em ở những video game này sau nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại anh em những video sau. Bye bye. Hello team, hello team.